FIFA sẽ cung cấp một khoản tài chính trị giá 3 triệu đô la Mỹ để Timor-Leste xây dựng lại sân vận động quốc gia Dili, đáp ứng điều kiện tổ chức các giải đấu của FIFA. Thông tin này được Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao Nghệ thuật và Văn hóa Nelio Isaac của nước này cho biết. Vị này cũng cho biết thêm, nếu kinh phí từ FIFA không đủ thì chính phủ Timor-Leste sẽ cung cấp phần còn lại. Vào năm ngoái, chính phủ Timor-Leste đã chuyển giao quyền quản lý sân vận động quốc gia Dili về cho Liên đoàn bóng đá của nước này. Thời điểm ấy, FIFA được cho là sẽ cung cấp 50 triệu đô la Mỹ để tái thiết sân vận động. Hiện tại, chính phủ cùng Liên đoàn bóng đá Timor-Leste và FIFA đang thảo luận về thỏa thuận để công việc có thể bắt đầu. FIFA đã cử một nhà tư vấn đến Timor-Leste vào đầu tháng này để quan sát tình trạng của sân vận động trước khi quá trình tái thiết bắt đầu. Sân vận động quốc gia Dili mở cửa năm 1980 với sức chứa 5.000 khán giả. Nó đã được cải tạo vào năm 2011 và 2016. Kể từ khi là thành viên của FIFA, đội tuyển bóng đá quốc gia Timor-Leste mới có một trận đấu quốc tế duy nhất trên sân nhà vào năm 2015 khi họ đón tiếp đội tuyển Mông Cổ. Kể từ đó đến nay, đội tuyển bóng đá nước này luôn phải thi đấu ở sân khách ở các giải đấu chính thức vì không có sân vận động đủ tiêu chuẩn.